Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì cái bản tin Đoàn Gia Phúc sẽ xoay quanh về đấu giá nha quý vị và các bạn. Sáng nay thì đọc báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ở cái trang thứ 10 có một cái tin sắp đấu giá 2.000 căn hộ tái định cư ở quận 7. Thưa quý vị và các bạn, cái luật đấu giá tài sản ban đầu thì trước đây thì có ở cái nghị định 17 về bán đấu giá tài sản, và quý vị và các bạn biết rồi, có hàng loạt cái bán đấu giá như bây giờ mình cứ đi qua bên thi hành án thì gọi là bán đấu giá tài sản thi hành án. Còn nếu như trong trường hợp bán đấu giá mà tài sản đang vay vốn ở ngân hàng á, thì gọi là bán đấu giá tài sản đảm bảo. Còn nếu như trong trường hợp mà bán đấu giá những cái tài sản mà bị tịch thu, hoặc là bán đấu giá tài sản mà của nhà nước á, thì là hoặc là những cái xe nè, thuốc nè vi phạm, thì gọi là bán đấu giá tài sản xử phạt vi phạm hành chính. Nói chung có rất là nhiều loại bán đấu giá tài sản. Hôm qua thì có một em, sau khi em thấy tôi đọc cái bản tin thì em bảo chị Thu ơi, chị Thu làm cái mảng về bán đấu giá tài sản đi. Và cũng may mắn là hôm nay là có trước mặt ở đây là có cái mảng bán đấu giá tài sản. Thì để phục vụ theo yêu cầu của một người, nhưng tôi cũng mong muốn rằng thông qua cái video về cái việc mà nói về cái đọc cái mà cái tin về bán đấu giá tài sản, thì cũng mong quý vị và các bạn để hiểu thêm về cái lĩnh vực, một cái lĩnh vực hoàn toàn rất là mới đối với ở Việt Nam mình. Sắp bán đấu giá 200 căn hộ tái định cư ở quận 7. Tôi vẫn đọc báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Đây là báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 5 năm 2018. Thì trong cái việc mà vừa đọc báo thì tôi vừa phân tích bình luận với tư cách là luật sư của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, hy vọng rằng là quý vị không cần phải cầm một cái tờ báo pháp luật, mà quý vị có được hai cái thông tin. Thứ nhất là quý vị nghe cái tin tức nóng hổi ngày 23 tháng 5. Cái thứ hai nữa là quý vị sẽ được cập nhật thêm những kiến thức liên quan đến cái lĩnh vực bán đấu giá tài sản. 200 căn hộ nằm trong khu Aero Town sẽ dành cho đối tượng có đủ năng lực đăng ký mua đấu giá. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định phê duyệt phương án giá khởi điểm 200 căn hộ chung cư thuộc dự án tái định cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, để Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường bán đấu giá. Theo ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thành phố, 200 căn hộ này có vị trí từ 13 đến 20 của chung cư tái định cư Phú Mỹ. Phương thức bán đấu giá không phải riêng lẻ, mà 200 căn sẽ chia thành 8 gói. Này chắc dành cho đại gia quá. Mỗi gói tương ứng với một tầng của chung cư. Thưa quý vị và các bạn, riêng về cái mảng lĩnh vực bán đấu giá tài sản thì luật bán đấu giá tài sản có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2017 vừa qua. Thì trong cái quy trình, cái trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản thì phải có giá khởi điểm. Ví dụ như trong cái 200 cái căn hộ này thì đây là cái bán đấu giá quyền sử dụng đất, thì sẽ có một cái công ty thẩm định giá trị tài sản là giá đất là bao nhiêu để làm căn cứ và buộc lòng phải có giá khởi điểm. Ví dụ như bây giờ tôi muốn bán cái cây bút của tôi đây, thì không biết giá trị thực tế nó là bao nhiêu, thì buộc lòng phải có một cái công ty độc lập thẩm định cái giá trị tài sản. Cái giá trị của cái cây viết này nó là 1 triệu đồng, thì giá khởi điểm lấy từ là 1 triệu đồng.
Sắp tới thì tôi sẽ làm hàng loạt những cái video nói về bán đấu giá tài sản cho quý vị và các bạn xem để hiểu thêm trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta nha quý vị. Cũng xin nói với quý vị và các bạn thì trong cái quá trình mà tôi học bán đấu giá ở Học viện Tư pháp á, thì ông Phạm Văn Sĩ á, là giảng viên thỉnh giảng và thầy Sĩ cũng là giám đốc của Trung tâm bán đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm bán đấu giá Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm bán đấu giá có uy tín của không những của Thành phố Hồ Chí Minh mà có uy tín trong cả nước. Sắp tới thì tôi sẽ từng bước trong cái việc mà bán đấu giá tài sản, tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn nha. Tổng diện tích thông thủy của 200 căn hộ nêu trên là hơn 10.000 m2, tổng số tiền bán đấu giá là 166,7 tỷ đồng. Trả lời câu hỏi của những đối tượng nào được mua 200 căn hộ này, ông Phạm Văn Sĩ cho biết mọi tổ chức cá nhân đủ năng lực hành vi đều đăng ký tham gia cuộc bán đấu giá. Thưa quý vị và các bạn thì tùy theo cái đối tượng mà mua bán tài sản bán đấu giá, ví dụ như hiện tại là bán đấu giá một cái lô hàng y tế đi thì bắt buộc phải cái công ty mà tham gia hoặc là các cá nhân mà tham gia bán đấu giá tài sản thì buộc phải là cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ví dụ như bây giờ bắt một cái lô mà gọi là thuốc lá lậu hoặc là những cái lô mà gỗ thì muốn bán đấu giá tài sản thì một số doanh nghiệp phải có chức năng về sản xuất gỗ. Như vậy thì thí dụ như bây giờ bán đấu giá tài sản là đất mà là gọi là đất nông nghiệp á, thì buộc lòng những cái người mà tham gia bán mua cái tài sản bán đấu giá phải là người có cái nhu cầu, người nông dân. Còn riêng trên 200 cái căn hộ tái định cư quận 7 thì lại không giới hạn về điều kiện tham gia mua tài sản đấu giá. Tiếp nha quý vị. Người mua chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký và nộp 20% tiền đặt trước 3 ngày trước khi mở bán đấu giá. Trong ngày tổ chức đấu giá, nguyên tắc ai trả giá cao hơn thì sẽ trúng giá. Ông Sĩ giải thích thêm. Cái này thì cũng giải thích cho quý vị và các bạn thì hiện tại luật bán đấu giá tài sản thì giá trị tài sản là tiền đặt trước là khoảng từ 5 tới 20%, tùy theo cái doanh nghiệp ấn định là 5%, 10%, 15%, 20% tùy theo cái doanh nghiệp bán đấu giá tài sản họ sẽ ấn định. Còn về việc là chuyển cái tiền đặt trước thì chuyển trước 3 ngày. Theo giám đốc trung tâm thì việc yêu cầu tiền đặt trước 20% này là mình giải thích rồi ha, nhằm loại đối tượng là cò nhà đất tham gia. Trước khi tổ chức bán đấu giá thì trung tâm sẽ công bố công khai rộng rãi trên báo chí, trên trang thông tin điện tử chuyên ngành và niêm yết ở trung tâm cũng như ủy ban nhân dân phường nơi có tài sản. Người mua chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký và nộp 20% tiền đặt trước 3 ngày trước khi mở bán đấu giá. Hiện tại thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất và chúng tôi đang chờ hướng dẫn bán đấu giá của Sở Tài chính. Ngay khi có hướng dẫn sẽ tiến hành công khai rộng rãi, thầy Sĩ nói. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, 200 căn hộ nằm trong dự án tái định cư Phú Mỹ 2 tại phường Phú Mỹ, quận 7 do công ty cổ phần Đức Khải làm chủ đầu tư. Dự án này được thành phố giao đất cho công ty Đức Khải từ năm 2009 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2014. Công trình gồm chung cư A cao 23 tầng, chung cư khối B cao 28 tầng với 1.000 căn hộ. Sau khi xây dựng xong, công ty Đức Khải đã bàn giao cho thành phố 470 căn để bố trí tái định cư di dời cho các hộ dân sống trên liền kề và kênh ven kênh tẻ, cũng như các dự án chỉnh trang đô thị, di dời và hộ dân cư khu vực. Trong 470 căn tái định cư thì có 270 căn đã bố trí tái định cư và 200 căn sẽ bán đấu giá lần này. Vậy nha quý vị và các bạn, nói chung đối với cái 200 căn hộ này thì nó chỉ có 8 gói, mỗi gói là một tầng. Ai đại gia thì cứ mua. Tiền đặt trước là 20%. Mà tôi thấy cái 10 căn á
10 căn là đã 9 tỷ rồi, mà 20% của 9 tỷ số tiền cũng không nhỏ. Và thú thật với quý vị và các bạn, Việt Nam mình đang trong từng bước bán đấu giá tài sản và đang trong từng bước minh bạch công khai cái quy trình bán đấu giá tài sản. Dĩ nhiên trong cái quá trình bán đấu giá nó có những cái khoảng tối và cố gắng của các anh chị em đấu giá viên, cố gắng của các cái doanh nghiệp bán đấu giá tài sản sẽ nâng lên cái chất lượng bán đấu giá tài sản. Tôi nhớ có một lần, tôi sẽ đưa cho quý vị xem hình. Tôi đi bán đấu giá, tôi đi xem bán đấu giá tài sản ở Hàn Quốc. Quý vị và các bạn biết không, thực ra họ chuyên nghiệp lắm. Vì sao? Vì ở dưới đây có hàng 200 người trong một cái phòng bán đấu giá. Và theo được dịch lại mà không chuyên nghiệp lắm, thì bà chị tôi nói rằng là bán đấu giá tài sản thì sau khi mà cái phán quyết của tòa đó, án có hiệu lực đó, thì ở Ủy ban Nhân dân cái phòng bán đấu giá của quận bán luôn cái tài sản, và rất là minh bạch. Quý vị và các bạn thấy cái người đấu giá viên họ rất là chuẩn, và cái đội ngũ làm việc rất là chuyên nghiệp. Ví dụ như sắp tới thì tôi sẽ nói nhiều về cái việc trong một cái chuyến đi bán đấu giá, đi xem bán đấu giá tài sản ở Hàn Quốc, thì tôi sẽ thuật lại cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết người ta chuyên nghiệp đến mức độ nào. Chỉ cần một cái đấu giá viên, và ở dưới đây có một cái đội ngũ chuyên nghiệp khoảng chừng hơn 10 người. Họ làm một cái công tác là sắp hồ sơ và sẽ đưa ra. Thì tôi bữa hôm đó là gọi là bán đấu giá mà gọi là bỏ phí kính, thì và một vòng. Quý vị và các bạn biết không? Thí dụ như bây giờ hiện tại là cái quận của một cái thành phố Tây Gu á. Hồi đó hình như là cái hôm đó thì bán hình như khoảng 10 cái hồ sơ. Đối với cái hồ sơ thứ nhất thì họ nói rằng là đối với cái hồ sơ thứ nhất giá khởi điểm là thí dụ như là 1 triệu đồng đi. Bà A trả cao nhất là 1 triệu 6, người liền kề là 1 triệu rưỡi. Xin mời người trúng đấu giá tài sản lên. Chắc chắn là trong cái video về tham dự bán đấu giá bên lề bán đấu giá Hàn Quốc thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn xem để biết cái tính chuyên nghiệp của nước ngoài như thế nào. Còn ở Việt Nam thì mình nói như mình chứ mình cũng không có chê. Mình nói người ta cũng khen người ta nhưng mình cũng không có chê mình. Bây giờ mình đã có luật rồi, và nếu như trong trường hợp đang có những cái khó khăn thì mình cứ tới đâu mình sẽ update những cái kiến thức tới đó. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái ngành mới mà nếu quý vị và các bạn, các luật sư đồng nghiệp nào có quan tâm thì mình cũng nên học. Vì quý vị và các bạn biết không, các đồng nghiệp biết không, mình đã có sẵn những cái kiến thức pháp luật của cái ngành luật sư rồi, mình phiên qua cái đấu giá thì rõ ràng kiến thức mình chuẩn lắm. Tôi nhớ năm tôi đi học cái khóa đấu giá thì luật bán đấu giá nói rằng là nếu trong trường hợp là luật sư thì có thể phiên ngang, nhưng tôi vẫn muốn đi học. Và cái việc học nó không thừa quý vị và các bạn. Thôi thì hôm nay trong một cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, bản tin của luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ nói cho quý vị và các bạn về một cái việc sắp bán đấu giá 200 căn hộ tái định cư ở quận 7. Nếu mà quý vị và các bạn, các anh chị nào có cái khả năng mà muốn mua cái tài sản này và muốn cần thêm cái ý kiến tư vấn về bán đấu giá tài sản thì hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ mời tôi đi uống cà phê. Tôi sẽ nói sơ về vấn đề về bán đấu giá tài sản cho quý anh chị và các bạn. Mà không hẳn các anh chị và các bạn muốn mua cái 8 cái gói
của ban đấu giá của quận 7 đâu, mà tất cả những anh chị khác nếu trong trường hợp có cái nhà ý muốn hiểu thêm về cái mảng bán đấu giá tài sản thì chúng ta sẽ gặp nhau để cùng san sẻ những cái câu chuyện pháp luật, câu chuyện về cuộc sống. Hôm nay thì chị Thu cũng đã hoàn thành cái sứ mệnh, và chắc chắn là chị Thu cũng sẽ giúp thêm một cái nhiều hơn nữa những cái vlog, những cái bản tin nói về bán đấu giá ha em công chứng viên. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe những cái bản tin từ cái đọc báo và những cái phân tích về góc nhìn của một chuyên gia về bán đấu giá tài sản, về luật sư. Và sắp tới thì tôi cũng sẽ hy vọng sẽ gặp quý vị và các bạn để có dịp mà trao đổi đàm đạo với quý vị và các bạn trong từng những cái chuyên đề nhỏ, và có thể là những cái chuyên đề nóng hổi mang tính chất thời sự. Tôi xin trân trọng cảm ơn.